chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Hỏi và Trả Lời cùng Tiến sĩ Cường Hen. Thật sung sướng và hạnh phúc khi ngày hôm nay mình được đứng ở đây để đọc những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho chương trình. Và mình xin tự giới thiệu, mình tên là Xuân Núp Đốc. Và bây giờ xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của anh Hiếu Thành Cát Tư Hãng. Xin chào tất cả các bạn. Chào Xuân Núp Đốc. Rồi, công việc của shop của anh thế nào? À rồi, công việc của ở shop thì của mình thì cũng khá là bận. Nhưng mà thực ra thì mình cũng rảnh để ngồi nói chuyện với các bạn, trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho chương trình. Trên tay mình là những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho chương trình. Không để mất thêm thời gian nữa, chúng ta bắt đầu ngay vào câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hòa Mai Xuân. Bạn này có tên khá là giống mình ấy. Bạn có hỏi là anh bắt đầu tìm hiểu và kinh doanh đồ high end từ lúc nào ạ? Mà anh Hiếu trả lời. À, trước khi hết thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Đây là một câu hỏi khá là hay, là mình nhớ lại những thời gian khoảng tầm 5-6 năm trước, thời mà mình vẫn còn đi học, giờ giáp đang du hành vào Việt Nam. Thì mình lúc đấy là mình đang chạy shipper các bạn ạ, đang chạy bình thường trên đường thôi. Đấy thì mình tự nhiên mình đặt ra một câu hỏi là tại sao mình không chạy gờ giáp để kiếm thêm thu nhập, hay là mình đi bán một cái gì đó. Thế là mình đã chọn là bán đồ cũ, chứ không phải là mình biết đồ vintage ngay từ đầu đâu, mà mình bán đồ second hand đầu tiên. Đấy là lý do tại sao mình để tên bếp là Hiếu Second Hand, chứ không phải là một cái gì đó vintage các bạn ạ. Thế từ đó và tầm 5-6 năm trước là mình bắt đầu tìm hiểu về đồ second hand và kinh doanh mặt hàng đó. Quả là một sự tình cờ định mệnh, đúng như các cụ có câu là các cậu có cụ. Chúng ta đến ngay với câu hỏi thứ hai đến từ bạn Sang Nè. Đó là anh nói về khó khăn khi bước đầu kinh doanh đồ high hand đi ạ. Xin mời anh Hiếu trả lời. Để mà nói về khó khăn khi kinh doanh mặt hàng second hand này, cái lúc mà mình bắt đầu chọn là cái nghề mà hình thức mua đồ cũ và bán lại, thì mình đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì lúc đấy là mình không có tiền các bạn, thì sinh viên thì lấy đâu ra tiền đâu. Một tháng thì bố mẹ chỉ cho 2 triệu ăn bố hết, ở bố hết được đâu. Mình đã vay chị mình 2 triệu đồng để nhập hàng. Và lúc đó mình quyết định đi nhập, mình còn nhớ là mình nhập 9 cái áo khoác gió. Hồi đó thì mình chưa có hề một chút kiến thức nào về quần áo thời trang hết. Mình nhập những cái áo gió nó chỉ basic, có mỗi cái logo Nike hoặc là logo Dad. Mà còn mình nhập cả Nining nữa. Và bây giờ mình biết đấy là kiện tàu các bạn. Thì lúc mà mình lấy hàng về ấy, thì hầu hết là không có khách mới, không có khách lạ mua đâu. Toàn là anh em, bạn bè, cô dì, chú bác ủng hộ thôi. Cả thằng quay phim ấy đang cũng ủng hộ 1-2 chiếc làm động lực của mình để mình nhập chuyến hàng tiếp theo. Anh có thể kể chi tiết hơn về những ngày đầu khi mà anh tiếp cận đến những vị khách đầu tiên của anh được không ạ? Thì như mình đã nói vừa nãy thì hầu hết là mình bán cho người quen biết. Rồi dần dần thì mình cũng đăng lên các hội, các nhóm, thì cũng có một lượt các khách kiểu khách không quen mình ấy. Nhưng mà cũng rất là ok, thì mình đã tiếp cận được kha khá các khách. Nhưng mà hồi đầu thì mình bán hàng thì mình phải tự đi ship các bạn ạ. Mình hồi đấy mình chưa biết là ship tỉnh như thế nào ấy, thì mình chỉ ship Hà Nội ấy. Toàn lấy công làm lãi, không thu của khách một đồng tiền ship ở hết. Có nhớ lần mình ship 15-20 cây, mình lấy có 10.000. Không thu của khách một đồng tiền ship ở hết. Ở trời mưa trời gió, ở Hà Nội mà những hôm mà mưa lạnh ấy, mình đi ship mình cũng chỉ lấy 10-15.000 thôi các bạn ạ. Và rồi thì mình tìm hiểu ra cái ship tỉnh ấy, thì bắt đầu mình có những cái vị khách cho tỉnh đầu tiên. Nhưng mà hồi đấy thì mình mới bán thì lấy đâu ra mà legit, lấy đâu ra uy tín đâu mà người ta chuyển khoản cho mình được. Thì mình phải ship code cho người ta, mà gặp khách ok thì khách sẽ nhận hàng và mình có tiền. Nhưng mà gặp khách mà họ bom hàng, họ flaker mình thì mình rất là buồn. Mà một lần một đơn hàng flaker là mình đã mất tầm khoảng 50.000 tiền vận chuyển, tiền thu cốt, xong rồi bắt đầu ship về nhà mình nữa thì lại mất thêm 50% phí nữa là 70.000. Mà hồi đó mình bán mình chỉ lãi tầm khoảng 30-50.000 thôi. Theo mình đó thì là những khó khăn mà bước đầu mà mình đã trải qua. Câu hỏi tiếp theo lại là một câu hỏi về sự khó khăn đến từ bạn Cảnh Sát Hình Sự. Sau khi đọc tên này thì mình cảm thấy sợ ấy, và mình muốn nhắc nhở anh Hiếu nhẹ là câu này anh phải trả lời thật lòng à, không thì bị bắt đấy. Đó là lúc mới bắt đầu mở shop anh gặp những khó khăn gì ạ? Mời anh trả lời. À thì sau khi thì mình bán kiểu bán dạo dạo như vậy ấy, thì sau khoảng thời gian khá là dài thì mình đã tích lũy được một khoản tiền nho nhỏ để mình biến cái phòng ngủ của mình thành một cái gọi là cái shop, cái shop không chuẩn, thành một cái gọi là cái lơi treo quần áo mà mọi người có thể đến xem và thử đồ được. Nói là cái phòng ngủ thực ra nó là cái gác xếp thôi, cái gác xếp nhỏ nhỏ ấy. Xong rồi bắt đầu thì mình có lên ý tưởng về cái căn phòng thực sự rất là bé. Các bạn nào mua đồ của mình từ thời đấy thì cũng lên đấy thì cũng biết là đi nó cứ ỉnh 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 ấy, rung 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 luôn.
chung là như kiểu sắp sập ấy. Để làm cái căn phòng ấy thì mình hầu như là mình tự làm hết, hoàn toàn tự làm. Đến cái giá kệ đều mình tự chế hết, làm mấy cái đỡ bàn thờ ấy, toàn làm bằng cái đỡ bàn thờ chứ không được đẹp như bây giờ đâu. Cái bàn thờ xong rồi tự khoan, xong rồi sơn tường các thứ, nhờ chị mình support nữa. Chị mình cũng góp phần để cho mình có cái shop ok như bây giờ ấy. Ngày xưa mình cũng sơn tường các kiểu, tự làm ấy, làm gì có tiền đâu. Sau đó thì mình đã dồn hết tiền của mình để nhập hàng, bởi vì lúc đấy mở shop rồi thì có rất nhiều chỗ treo ấy, thì bây giờ mình phải lấp đầy cái đấy. Móc thì mình đi mua thanh lý thôi, chứ không có tiền mà mua móc mới đâu. Và khi ổn định được cái shop trên gác ấy thì hầu như nó ngốn thời gian của mình rất nhiều. Mà lúc đó mình còn đang đi học ấy, mà mình đi học thì các bạn biết rồi, vừa học và vừa quản lý một cái shop online nho nhỏ ấy thì rất là cực ấy. Mà mình phải chọn lựa giữa là có lên buôn bán tiếp hay là đi học tiếp, thì mình đã chọn đến lựa chọn là nghỉ học. Cũng khá là căng thẳng ấy, khi bố mẹ nuôi mình kiểu nuôi ăn học 12 năm ấy, xong bây giờ mình chọn là nghỉ học ấy thì khá là một cú sốc cho gia đình. Mà công việc làm ăn của mình nó cũng lênh đênh lận đận, chưa chắc là nó sẽ thành công hay không ấy. Xong rồi mình sẽ đã thử nói chuyện với bố mẹ, bảo là con sẽ bảo lưu 1 năm, nếu mà con làm được thì con sẽ làm tiếp, còn không thì con sẽ quay trở lại đi học ấy. Và rồi bố mẹ mình đồng ý các bạn ạ. Thật là vui sướng quá đi. Xong rồi mình thế mình cứ bán thôi. Xong rồi mình một mình vừa đi săn hàng, rồi mình vừa săn ở Hải Phòng, Hà Nội, rồi các Hải Dương. Rồi dần dần mình thuê nhân viên. Mình cũng là một người đi săn đồ nên là mình cũng hiểu được cảm giác khi mà nhặt được những món đồ ngon. Thì anh có thể chia sẻ cho các bạn được biết là món đồ ngon nhất mà anh nhặt được trong quãng thời gian đầu tiên được không ạ? Trong cái quãng thời gian đầu tiên là sau cái đợt hàng đầu tiên là mình nhặt 9 cái áo gió ấy, thì mình bắt đầu thực sự là lúc đó mình nhăn săn được một con mà mình cảm giác là chưa bao giờ sướng đến vậy. Mình săn được một con áo gió đích kỳ các bạn. Hồi đấy phê nhìn áo gió đích kỳ, hồi đó chả biết vintage là gì, lên cứ nhìn cái áo gió hiệu hãng của phê sướng, nhìn áo gió đích kỳ mà mình săn được. Giáo Dicky hồi đấy bán 200, 250, cảm giác nó đã lãi lắm rồi, sướng lắm. Kéo dù Dicky ấy, theo mình thì đó là món đồ đỉnh nhất mà mình lúc đấy mình săn được, vừa đỉnh về chất liệu các thứ, nói chung là lúc đấy mình phê luôn con đấy, nghiện luôn. Vậy là chúng ta cũng được biết là món đồ đỉnh nhất đầu tiên của anh Hiếu đấy là áo Dicky. Còn các bạn, món đồ đầu tiên đỉnh nhất của các bạn là gì thì các bạn cùng comment ở dưới nhé. Thì chúng ta bây giờ cùng qua những câu hỏi nhanh. Câu hỏi thứ nhất, anh cao mét bao nhiêu ạ? Câu hỏi là hơi tế nhị nhưng mà mình cao có 1m65 thôi các bạn ạ. Đúng kiểu chiều cao tiêu chuẩn của Việt Nam nhá. Đừng bảo mình luôn, mình hơi thấp tí thôi. Có rất nhiều bạn hỏi là khi mình nhận được một món đồ thì khi nó bị xù lông thì mình nên xử lý thế nào ạ? À, được rồi, để mình nhờ. Thì mình bọn mình có nhờ các chị đi đánh hàng ở bên tàu hoặc là bên cam gì đó, có nhờ mua một cái chiếc máy quánh lông xù như này này. Thì mình cũng không tự mua được đâu nhá, cái này là mình nhờ mua thôi. Mình đã đổi 3 lần máy rồi, coi mình hỏng đến tận 3 chiếc. Thì đây là chiếc mình cảm giác mình dùng ok nhất. Nó chả có hãng hiệu gì đâu, cái máy này là máy của tàu ấy, kiểu nó chuyên đặc dụng về cái thể loại xù ấy. Nó cứ như này thôi. Và mình mua cái máy này là hết 1 triệu nhá. Mình nhờ được người đánh hàng ở đấy, nếu các bạn cũng kinh doanh thì có thể nhờ những người đánh hàng bên Trung Quốc hoặc bên Cam nhờ mua cái máy này nhá. Vậy còn cách khắc phục khi mà áo bị nhăn ạ? À, nếu mà áo bị nhăn ấy, kiểu ép kiện về thì áo nào nó cũng nhăn ấy, nhưng mà có 2 kiểu áo nhăn mình nghĩ là vậy, à 3-4 kiểu gì đó, nhưng mà mình nghĩ là áo nhăn là có thể loại áo cốt tông nhăn này. Cốt tông thì mình mang đi giặt thôi, giặt thì cốt tông nó sẽ mềm ra và nó sẽ thẳng. Còn mình nghĩ là còn áo gió thì bạn giặt xong thì nó vẫn vậy thôi, bạn phải dùng một cái bàn là hơi nước ấy. Hơi nước thì ai cũng có ra siêu thị đầy là lên, nó sẽ nóng bằng cái sức nóng của hơi nước ấy thì nó sẽ thẳng ra. Còn đối với áo da thì mình tốt nhất là mình lên da hàng. Cái áo da ấy nó đặc thù quá. Lần trước mình léo như các bạn biết ấy, cái áo Playboy này. Đấy. Nhìn thì biết rồi đấy. Là cái là cháy hết cả phần đằng sau à. Nói chung là áo da cái gì liên quan đồ da thì mang ra hàng người ta làm cho, người ta hỏng người ta còn đền cho nhá. Và bây giờ là đến câu hỏi cuối cùng, thì câu hỏi này cũng là một câu hỏi mà có rất nhiều bạn hỏi, đó là anh hãy chia sẻ cách check real và fake ạ. Thực sự là câu hỏi này là câu hỏi khá là không phải tế nhị mà câu hỏi là khá là nhạy cảm. Mình nhạy cảm mà mình nghĩ là đây là một vấn đề rất là kiểu nó rộng ấy, kiến thức check đồ thì nó là bao la và rộng lớn các bạn ạ. Mình chỉ có thể học từng ngày một thôi chứ mình không thể học ngay được. Và mình cũng không phải là một người check giỏi hay là mình đỉnh gì đâu.
mình chỉ là một người nói chung là được tiếp xúc nhiều, và trải nghiệm nhiều hơn với những món đồ cũ, những món đồ vintage thôi. Chứ mình cũng không phải là mình trách đỉnh hay là một cái gì đó quá căng để các bạn lấy mình làm chuẩn ấy. Mình không thể bảo là cái món đồ này fake là fake mà món đồ này real là real. Mình có lúc mình sẽ trách sai và có lúc mình sẽ trách không chuẩn cho lắm. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn một điều là như này: nếu các bạn đã mua đồ ở shop rồi ấy, thì mình sẽ đứng lên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm ở shop. Nếu mà các bạn mà mua phải một cái món đồ fake tại shop ấy, thì mình các bạn có thể khiếu nại và inbox nhắn tin cho mình. Và nếu mà cái món đồ ấy fake thật thì mình sẽ hoàn tiền lại các bạn, và đồng thời thì tặng cho các bạn cái món đồ đấy để mình có thể thay lời cảm ơn và lời xin lỗi. Vừa cảm ơn vừa xin lỗi các bạn đã chỉ ra được cái lỗi sai sót của mình hoặc là team Hiếu hay Hen đấy. Mà tiện đây mình cũng nói luôn là mình đã tạo một cái group tên là Hiếu Second Hand Talk ấy. Mình sẽ để link ở đây hoặc là ở dưới phần mô tả ấy, để các bạn có thể vào mà dành sân chơi cho những ai mà yêu thích mà đam mê thời trang second hand vintage ấy. Thì có thể đăng lên đấy check là xem đồ này có vintage hay không. Đôi lúc mình cũng không thể nào trả lời hết được các câu hỏi của các bạn. Các bạn hay là inbox về cho page hỏi mình là cái món này có vintage hay không. Thực sự lúc đấy mình cũng không nhiều kiến thức hay là mình cũng không đọc được những cái comment, những cái tin nhắn đó. Thế nên là mình sẽ tạo ra một cái group để các bạn đăng vào đó và cùng nhau tìm hiểu, trao đổi kiến thức với nhau thôi. Cứ thế thôi. Group là chắc chắn là sẽ không buôn bán gì cả. Và đăng, các bạn có thể đăng những tấm outfit đỉnh đỉnh của các bạn lên đấy. Rồi chia sẻ cho các bạn hôm nay là các bạn săn được gì, có cái gì đỉnh nhất là các bạn săn được. Nói chung là bla bla về cái vấn đề vintage này. Hay như cả là các bạn có thể đăng hàng của mình lên đấy mình check. Rồi nếu lỡ ai đó nói fake thì đó sẽ được hoàn tiền và tặng món đồ ấy thôi. Đơn giản vậy thôi. Bạn cứ yên tâm, uy tín là được đặt lên hàng đầu. Em thấy cái anh lập cái group đấy cũng là một ý kiến hay ấy. Nhưng mà dạo gần đây em lại thấy có rất nhiều bạn trẻ đi nhặt được những đúng một món đồ ngon nhưng mà size to không mặc đến, thì các bạn lại mở shop để kinh doanh, buôn bán. Thì anh có lời khuyên nào cho các bạn không ạ? Thực ra thì mình cũng chả đỉnh gì đâu mà cho các bạn lời khuyên được. Mình chỉ buôn bán tầm 4-5 năm trở lại đây thôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì các bạn cứ đam mê thôi. Mình trước hết là mình phải thích á. Chưa dám nói đam mê nhá. Trước hết là mình phải thích á. Mình phải miệt mài với nó. Mình đi nhặt nhiều lúc cũng nặng lắm. Nói chung là cứ đam mê miệt mài rồi dần dần thì các bạn sẽ được thành quả thôi. Ông trời sẽ không phụ lòng của các bạn đâu. Hãy cố lên, bới tiếp đi. Theo như em thấy thì lời khuyên của anh cũng khá là ok đấy. Thích hợp nhất là cho làm lâu. Cho làm lâu đúng không? Cho làm lâu. Mới mở shop. Đấy. Còn rất nhiều câu hỏi của các bạn. Nhưng mà anh quay phim thì đã kêu là mỏi tay lắm rồi. Thì chúng ta cùng để sang với series sau. Thì đây là series đầu tiên. Thì có những sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua và comment xuống dưới để cho chúng mình cùng biết và sửa đổi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.